Xin chào quý vị. Cái clip này để có thể xem được thì quý vị nhớ phải xem cái phần về phái sinh ở cái clip trước nha, thì nó sẽ rõ hơn. Ở đây tôi xin phép giải thích cho quý vị về cái việc mua bán ở trên thị trường phái sinh. Và ngay cả trong thị trường cơ sở cũng xài nhưng mà ít, ví dụ thông thường trên thị trường cơ sở, ví dụ thị trường chứng khoán cơ sở hay là thị trường hàng hóa cơ sở hay là thị trường, nói chung là thị trường tài chính cơ sở, thì khi đó chúng ta chỉ cần bấm buy sell, chúng ta chỉ cần bấm mua bán là xong chuyện. Tuy nhiên ở trên thị trường phái sinh thì thông thường người ta không có dùng cái từ mua bán đó, mà người ta dùng cái từ là vị thế nhiều hơn. Ví dụ như khi các anh chị mua thì người ta sẽ gọi là mở vị thế mua, nhưng mà khi các anh chị bán thì người ta không gọi là mở vị gọi là mở vị thế bán nữa, mà người ta sẽ gọi là đóng vị thế mua nha các anh chị. Cái từ này nó khác với lại bên thị trường cơ sở nhiều. Thì cái ý nghĩa đó như thế nào thì quý vị có thể nhìn cái slide ở đây. Đây, đầu tiên thì chúng ta phải hiểu về cái xu hướng của thị trường. Thì xu hướng của thị trường thì dễ ợt, anh chị, nó chỉ có tăng với giảm. Giống như cái hình mà chúng ta đang nhìn thấy đây, một cái đang tăng lên là đồng bảng Anh, một cái là đang giảm xuống là đồng euro. Thì thông thường khi mà thị trường giá lên, cái từ chuyên môn của người ta hay gọi á, nói chung là từ chuyên môn nhưng mà cũng gọi là cũng là từ giang hồ luôn á, là người ta sẽ gọi là thị trường con bò tót. Nên các anh chị thấy cái hình con bò đó, còn thị trường giá xuống người ta gọi là thị trường con gấu. Quý vị có thể nhìn cái slide này. Đây. Thì cái từ thị trường trong, khi người ta nói thị trường trong bò tót nghĩa là người ta đang nói đến giá lên, cái từ tiếng Anh là bullish, còn thị trường giá xuống người ta sẽ gọi là thị trường trong gấu, từ tiếng Anh là bearish. Tại sao người ta lại dùng từ này? Nó cũng có nhiều ý nghĩa, nhưng mà theo cái hướng tấn công của những con vật này, ví dụ như là trong bò tót thì tấn công của nó là nó lao đây. Cái hướng tấn công của con bò tót đó là nó lao cái đầu vô, giống như tôi đang lao vô nè. Và con gấu là nó lấy tay, nó lấy tay của nó quất từ trên, nó quất xuống vậy nè anh chị, quất từ trên quất xuống vậy. Nên cái thế tấn công đó của hai con vật này thì thông thường là người ta lấy, nó cũng là một trong những cái khái niệm từ lúc mà thị trường tài chính thế giới vẫn còn rất là sơ khai anh chị. Thì khi đó người ta xài cái dựa theo những cái tư thế này để mà người ta định nghĩa. Nên thị trường con bò tót là thị trường giá lên, và ngược lại thị trường con gấu là thị trường giá xuống. Bởi vậy nên khi mà chúng ta đi vào ngân hàng, các công ty chứng khoán, các quỹ đầu tư hay các ngân hàng đầu tư, các anh chị nhìn thấy ở trên bàn của những người làm về tài chính, làm về môi giới, làm về đầu tư, thì chúng ta thấy có hình để hình con bò tót. Và chúng ta đi ra ngoài sở giao dịch chứng khoán New York, sở giao dịch hàng hóa Seaboard hay là tổ SME tổ Mỹ, thì chúng ta cũng nhìn thấy cái hai con linh vật này, con bò tót và con gấu. Nhưng lúc nào cái tư thế cũng là luôn cho con bò tót luôn thắng con gấu, bởi vì là ai cũng muốn rằng thị trường giá lên và người ta cũng chủ yếu là hờ con bò tót nhiều hơn. Chị chỉ tới tôi là tôi để hình con gấu không ạ, thôi nha các anh chị. Ở đây tôi nói vui thôi, không phải là tôi cầu mong cho thị trường xuống giá, mà nó sẽ tùy lúc mà tôi trần lên thì tôi sẽ hờ trong bò tót, mà tôi muốn xuống để mình hốt chẳng hạn, hoặc là chúng ta đang đánh xuống ở trên cái phái sinh của mình thì khi đó chúng ta sẽ hờ trong gấu. Còn cái việc mà vị thế mua thì cái từ tiếng Anh người ta sẽ gọi là long position, còn vị thế bán người ta sẽ gọi là short position. Chúng ta nên lưu ý cái việc đầu tư kiếm tiền có lời vẫn phải tuân theo một nguyên tắc không bao giờ được thay đổi, đó chính là mua hấp bán cao. Còn các anh chị mà mua cao bán thấp thì chỉ có lên dĩa mà thôi, thì ai cũng hiểu. Vậy thì nếu mà trường hợp vị thế mua thì có nghĩa là chúng ta mua vô, còn vị thế bán là chúng ta bán ra. Như vậy thì nếu mà trong trường hợp mà giá lên thì chúng ta bán thì nó sẽ lỗ, đúng rồi các anh chị, cái điều đó đúng. Tuy nhiên á, cái vị thế bán ở đây á, vẫn có thể lời. Và chúng ta nên lưu ý, có nhiều người nói ủa nhưng mà bây giờ tôi không có làm sao bán. Vị thế bán ở đây nó muốn nói đến cái khái niệm là thứ nhất là bán khống. Ví dụ các anh chị không có cổ phiếu hoặc là không có hàng để chúng ta bán thì chúng ta có thể mượn. Ví dụ hiện nay giá vàng là 50 triệu đi, các anh chị cho rằng
vàng không thể nào lên nữa, thì các anh chị mới thấy thằng bạn mình có 10 lượng, các anh chị mượn nó 10 lượng và các anh chị đem bán. Rồi mà mấy bữa sau vàng rớt về 40 triệu, các anh chị đi mua trả lại nó. Nghĩa là gì? Chúng ta vay vàng thì chúng ta trả vàng thôi, thì khi đó các anh chị sẽ lời 10 triệu. Tuy nhiên ở đây hành động này vẫn là mua hấp bán cao nha các anh chị, chứ không phải là mua cao bán hấp. Mà nếu mà vị thấy bán có nghĩa là cái hành động bán các anh chị làm trước hành động mua. Còn vị thấy mua là hành động, có nghĩa là chúng ta mua hấp trước rồi chúng ta bán cao sau. Còn vị thấy bán là chúng ta sẽ bán cao trước, có thể là bằng cách chúng ta vay hoặc là sàn giao dịch người ta sẽ cho các anh chị mượn trước anh chị, để cho các anh chị bán trước rồi sau đó các anh chị đợi giá hấp rồi chúng ta mua lại để cho chúng ta trả lại. Chính vì cái dạng như thế anh chị nên người ta mới dùng cái từ là long position hoặc là short position. Position ở đây là vị thế hoặc là từ tiếng Việt, nó thường dùng một từ nữa gọi là trạng thái. Ví dụ đối với thị trường chứng khoán cơ sở tụi mình hoặc là thị trường cơ sở, các anh chị mua một cổ phiếu, tôi nói ví dụ là cổ phiếu Vietcombank đi, các anh chị mua rồi sau đó các anh chị nắm giữ khoảng một tháng, thì cái hành động mua và nắm giữ đó người ta sẽ gọi là vị thế nha các anh chị. Nhưng mà ở trên thị trường cơ sở thì không thường người ta tách cái đó ra luôn, nên không thường người ta không có gộp chung lại. Do đó cái định nghĩa của vị thế nó hoặc là chúng ta gọi là trạng thái mua hoặc trạng thái bán, người ta sẽ nói như sau. Cái việc mà các anh chị bấm buy sell, cái việc các anh chị bấm nút mua bán, nó sẽ là mang tính thời điểm. Còn vị thế hoặc là trạng thái nó sẽ mang tính quá trình nha các anh chị. Chẳng hạn các anh chị mua cái cổ phiếu đó hoặc là các anh chị bán cái cổ phiếu đó và chúng ta nắm giữ cái vị thế đó trong khoảng thời gian 1 tháng, 3 tháng hoặc là 1 năm thì người ta sẽ gọi là vị thế, nghĩa là một quá trình. Hoặc là khi chúng ta, nhưng mà cái này chúng ta phải tính toán về cái xu hướng đúng thì chúng ta mới thực hiện được cái chuyện này nha. Và khi mà các anh chị tất toán cái vị thế này, người ta sẽ gọi là đóng trạng thái hoặc là đóng vị thế, chứ không phải là chúng ta đang mở vị thế mua xong rồi chúng ta mở vị thế bán lại là nó tấn trừ cho nhau. Thật ra thì trên thực tế là một số sàn trên thế giới người ta cho phép chúng ta làm chuyện đó. Ví dụ như là chúng ta mua 1.000 cổ phiếu ABC và chúng ta mở vị thế bán 1.000 cổ phiếu ABC, hai cái này nó tự động tấn trừ cho nhau với một điều kiện là nó phải trùng kỳ hạn. Thì kỳ hạn là cái gì thì chúng ta nghe lại cái clip về phái sinh nha các anh chị. Tuy nhiên một số sàn, ví dụ của Mỹ đi, thì các anh chị mặc dù mở vị thế mua và mở một vị thế bán trùng kỳ hạn nhưng họ không cho các anh chị tất toán. Muốn tất toán thì các anh chị phải bấm vô trong cái lệnh đó của các anh chị và các anh chị chọn chữ close là đóng á, thì khi đó mới chính thức tất toán được. Đó là một cái dạng vị thế thứ nhất, nghĩa là chúng ta mua hoặc chúng ta bán và chúng ta nắm giữ trong một khoảng thời gian, người ta gọi là vị thế, do nó là một quá trình. Một cái dạng thứ hai nữa, tôi nói ví dụ các anh chị dự báo đi, ví dụ các anh chị dự báo năm 2020 là giá vàng lên, thì khi đó tôi giả sử nguyên năm đó các anh chị đánh 10 lệnh, thì khi đó các anh chị sẽ đánh 7 lệnh mua và 3 lệnh bán, hoặc là các anh chị sẽ đánh 8 lệnh mua và 2 lệnh bán. Nghĩa là gì? Các anh chị ưu tiên những cái lệnh mua nhiều hơn, do chúng ta anh chị đang phân tích dự đoán hoặc chúng ta có niềm tin về giá vàng tăng trong năm 2020. Thì khi đó chúng ta sẽ ưu tiên cái vị thế, ưu tiên cái giá những cái lệnh mua nhiều hơn những cái lệnh bán. Và trong trường hợp này người ta cũng sẽ gọi là vị thế mua, có nghĩa là các anh chị đang ở cái tư thế chủ động về cái trạng thái mua nhiều hơn. Và ngược lại, nếu mà chúng ta dự báo, tôi nói ví dụ các anh chị dự báo thị trường chứng khoán giảm đi, thì chúng ta cũng ưu tiên đánh 8 lệnh bán và chỉ 2 lệnh mua, thì khi đó nó cũng sẽ gọi là, người ta sẽ gọi là, gọi các anh chị là những nhà đầu tư đang duy trì vị thế bán trên thị trường chứng khoán, chẳng hạn là vậy nha các anh chị. Nên đó là cái khái niệm về vị thế mua, vị thế bán hoặc là trạng thái mua, trạng thái bán. Tôi giải thích cho các anh chị ngày hôm nay. Tuy nhiên cái điều này nó sẽ phải đi kèm với cái việc là xu hướng của thị trường, các anh chị bullish là thị trường trong bò tó giá lên, hay là bearish là thị trường trong gấu là thị trường giá xuống. Đó là cái nội dung trình bày của tôi. Xin cảm ơn các anh chị đã theo dõi. Hẹn gặp các anh chị ở những cái clip tiếp theo ạ.